phật dạy này thiện hiện ta chẳng tự hoại các pháp pháp tánh chỉ dùng danh tướng phương tiện giả nói các pháp pháp tánh khiến các hữu tình được ngộ nhập lý vô sai biệt của các pháp pháp tánh này thiện hiện vì vậy ta chẳng từng hoại các pháp pháp tánh cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu phật chỉ dùng danh tướng tuyên thuyết các pháp pháp tánh khiến các hữu tình được ngộ nhập thì làm sao đối với pháp không danh không tướng phật dùng danh tướng mà nói khiến họ ngộ nhập phật dạy này thiện hiện ta tùy theo thế tục giả lập danh tướng phương tiện tuyên thuyết các pháp pháp tánh nhưng không chấp trước này thiện hiện như hạng ngu si nghe nói khổ vân vân chấp trước danh tướng, chẳng biết là giả nói, chứ chẳng phải chư Như Lai và đệ tử nghe nói khổ vân vân chấp trước danh tướng, mà như thật biết tùy thế tục mà nói không có danh tướng của các pháp chân thật. Này thiện hiện, nếu các bậc thánh đối với danh trước danh, đối với tướng trước tướng thì như thế, cũng đối với không trước không, đối với vô tướng trước vô tướng, đối với vô nguyện trước vô nguyện, đối với chân như trước chân như, đối với thật tế trước thật tế, đối với pháp giới trước pháp giới, đối với vô vi trước vô vi. Nhưng này thiện hiện tất cả pháp ấy chỉ có giả danh, chỉ có giả tướng mà không chân thật bậc thánh đối với pháp ấy cũng không trụ trước giả danh giả tướng ấy như vậy này thiện hiện các đại bồ tát trụ tất cả pháp chỉ là giả danh giả tướng nên khi hành bát nhã ba la mật đa đối với pháp ấy chẳng nên trụ trước cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp chỉ có danh tướng thì đại bồ tát vì việc gì mà phát tâm bồ đề đã phát tâm rồi chịu các khổ nhọc hành bồ tát hạnh tu hành bố thí ba la mật đa tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa an trụ pháp không nội an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. An trụ trơn như, an trụ Pháp giới, Pháp tánh. Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác. Tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế. Cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. An trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo.